Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Mình là Trung Kinh Sư Tập Việt Nam đây. Hôm nay lại tiếp tục cái series Cut the Rock, Cut the Rock. Mã 1 500. Season 1 Fabric Box. Fabric Box. Phản mẹ đây. Bơ đi. Tôi đã tìm thấy một trò chơi cho các bạn. Về cơ bản, bạn thu thập các viên gạch giống với màu của bạn và xây cầu. Giờ thì sao đây? Thôi chết con nhẹ được nó. What the fuck? Ui. Ơi. Mình để viên kẹo bay mất. Oi. Cục xì lầu ông bê lắp.
cơ cơ mình phải cắt lên đây. Ơ hay gợi ý con đợt press T cứ làm chúng nổ. Ôi, thôi chết. Hay rồi. Mình dịch chuyển cái cỡ lên đi. Mình dịch chuyển cái cam ra đây và phản bay mất rồi. Phản mẹ à đi. Bóp nhanh quá. Rồi ok giờ tính sao đây?
À cái Nokia rồi, Nokia rồi. Hoặc mình bóp một phát là được. Ok. Thôi một sao thôi nha. À hiểu rồi. Làm nó xoay theo chiều kim đồng hồ. Surprise level. Foil box. Magic box. Chơi một làm một màn cho máu. Chơi một màn cho máu có gì đâu. À, hiểu hiểu rồi. Kéo cái dây này. Giống như kiểu chơi thả diều ấy, giống như kiểu chơi thả diều. Khỏi cần phải giá trò chơi. Ui. Chắc phải kéo ở trên mới tránh được mấy cái gai. Mình nghĩ là phải kéo ở trên mấy tránh được cái gai. Mấy cái gai nhọn ở trong sushi. Ôi. Hoặc không, hoặc mình kéo ở giữa. Không được. Đỡ được rồi. Chúng ta đã làm xong tập 4 của